Cánh tay phải thầy Park khó ở lại tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ hướng đi bất ngờ cho tương lai. Cơ hội và thách thức của đội tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên U23 Nhật Bản được mời về dẫn dắt Thái Lan. Cánh tay phải của thầy Park khó ở lại tuyển Việt Nam. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Như vậy, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park trên cương vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam. Ngoài huấn luyện viên Park Hang-seo, hai trợ lý thân cận Lee Jong-jin và huấn luyện viên thể lực Park Sung-kyun nhiều khả năng cũng sẽ chia tay tuyển Việt Nam sau nhiều năm gắn bó. Được biết, các trợ lý người Hàn Quốc nhận lương theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng với VFF được Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF cùng chi trả. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo từ chối gia hạn hợp đồng với VFF, các trợ lý dù muốn ở lại cũng rất khó bởi tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ cần một ekip mới, trừ khi trường hợp người lên thay được chính huấn luyện viên Park Hang-seo giới thiệu. Trong thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo, vai trò của trợ lý Lee Jung-jin rất lớn. Ông Park từng nhận xét về cánh tay phải của mình: "Lee Jung-jin là bộ não của tôi. Anh ấy nghĩ giúp tôi mọi thứ. Tôi chỉ cần chọn lựa và quyết định một trong nhiều lựa chọn mà anh ấy đề xuất cho tôi." Như vậy, AFF Cup 2022 có thể sẽ là giải đấu cuối cùng của rất nhiều ông thầy Hàn Quốc. Tất cả xứng đáng được vinh danh khi cùng huấn luyện viên Park Hang-seo tạo nên một chương lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Liên quan tới vấn đề tìm người thay mới cho huấn luyện viên Park Hang-seo, trao đổi với Vietnamnet, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, trước mắt, ông Park còn nhiệm vụ ở AFF Cup 2022. Ngoài ra, VFF cũng đang chuẩn bị cho đại hội khóa 9. Việc tìm thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ được chúng tôi xúc tiến trong thời gian sớm nhất. Trước thông tin có nhiều huấn luyện viên tên tuổi của châu Âu ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông Lê Hoài Anh khẳng định, chúng tôi chưa làm việc với bất cứ ai ở thời điểm này. Huấn luyện viên Park Hang-seo hé lộ hướng đi bất ngờ cho tương lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa hé lộ với đài CBS của Hàn Quốc, ông có thể sẽ tìm một quốc gia mới để làm việc sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam hậu AFF Cup 2022. Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Kim Hyun-jung's News Show của đài CBS, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ khá nhiều về kế hoạch tương lai của mình. Ông đã khiến cho tất cả bị bất ngờ. Nhiều người tò mò về phần đó, nhưng thực sự là tôi không chuẩn bị cho tương lai nào của mình. Thầy Park nói, tôi không biết gì ngoài bóng đá cả, vì vậy sau này chắc chắn tôi sẽ tham gia vào bóng đá, nhưng tôi vẫn chưa quyết định liệu mình sẽ là một huấn luyện viên hay đóng một vai trò nào đó. Nhận được tín hiệu này, phóng viên liền gợi ý phương án ông Park hãy tiếp tục cầm quân tại quê nhà. Đây là điều hoàn toàn khả thi bởi nhiều câu lạc bộ mạnh tại xứ Kim Chi rất ấn tượng với những gì huấn luyện viên này đã làm cho bóng đá Việt Nam. Nhưng thầy Park đã phủ nhận tất cả. Tôi không nghĩ mình có nhiều việc phải làm ở Hàn Quốc bởi có rất nhiều huấn luyện viên hậu bối tuyệt vời ở Hàn Quốc. Họ đang làm việc chăm chỉ và làm rất tốt. Đã 5 năm kể từ khi rời Hàn Quốc và tôi không có ý định trở lại đây để đảm nhận vị trí huấn luyện viên. Vì rõ ràng Hàn Quốc đang có những nhà cầm quân đàn em giỏi hơn tôi. Thầy Park khẳng định ông vẫn sẽ dành trọn tâm huyết cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là khâu đào tạo trẻ. Nhưng nếu nhận được đề nghị từ một quốc gia khác, ông hoàn toàn có thể sẽ gật đầu. Mỗi khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi luôn nói với họ rằng hãy đầu tư cho bóng đá trẻ. Nếu một lời đề nghị đến từ một nơi không phải là Hàn Quốc hay Việt Nam, đó sẽ là một thách thức mới và tôi không thể loại trừ khả năng nhận cơ hội này. Cơ hội và thách thức của đội tuyển Việt Nam. Sau thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam vào đầu năm tới, liên tục xuất hiện những ứng viên muốn kế nhiệm ông. Nổi bật hơn cả là huấn luyện viên Dragan Sokic, người vừa dẫn dắt Iran giành vé tham dự World Cup 2022. Bên cạnh đó là nhiều cái tên đáng chú ý khác như huấn luyện viên Robert Brozinski, cựu cầu thủ Barcelona và Real Madrid, từng dẫn dắt đội tuyển Bosnia và Herzegovina, hay huấn luyện viên Božidar Pandović, người từng cùng Buriram United hai lần vô địch Thái League, làm trợ lý ở Olympiacos. Truyền thông trong nước lẫn quốc tế cũng chỉ ra hàng loạt ứng viên tiềm năng như huấn luyện viên Shin Tae-yong của tuyển Indonesia, huấn luyện viên Kiati Sak của Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Philippe Chaozier, người từng đưa Nam Phi dự World Cup và có thời gian dẫn dắt U19 Việt Nam, huấn luyện viên Mano Poking của đội tuyển Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đang đứng trước nhiều lựa chọn chất lượng và đủ thời gian để tìm ra cái tên phù hợp nhất. Nhìn từ góc độ khác, rõ ràng những thành công của bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đang giúp chiếc ghế thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam có giá hơn.
5 năm trước, VFF chật vật tìm kiếm người thay huấn luyện viên Hữu Thắng, nhưng hiện tại VFF có quyền từ chối ngay cả những huấn luyện viên đã thành danh. Việc không đôn huấn luyện viên Gong Eun Kyun từ đội tuyển U23 Việt Nam lên nắm quyền cũng cho thấy tham vọng của VFF. Giữa điều kiện sẵn có và thực tế chọn lựa còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác nhau, trong đó không thể không kể tới thỏa thuận tài chính. VFF đương nhiên muốn bổ nhiệm một huấn luyện viên đẳng cấp cao nhằm thực hiện hóa mục tiêu World Cup, nhưng thách thức cũng không nhỏ. Huấn luyện viên nổi tiếng đương nhiên đi kèm mức thu nhập không nhỏ. Cũng không thể nhắc tới thách thức cho đội tuyển Việt Nam về mặt chuyên môn. 5 năm qua, đoàn quân áo đỏ đã quen với triết lý bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. 5 năm là quãng thời gian đủ để hình thành một thói quen trong tư duy, nhận thức chơi bóng của các tuyển thủ. Việc đứng trước những thay đổi lớn về cách vận hành lối chơi dưới thời huấn luyện viên mới hứa hẹn khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để tập thể áo đỏ cùng các cầu thủ vượt qua giới hạn bản thân. Cựu huấn luyện viên U23 Nhật Bản được mời về dẫn dắt Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã tiến rất gần tới việc có được huấn luyện viên Teguramori Makoto, cựu trợ lý của Akira Nishino ở World Cup 2018, cho vị trí thuyền trưởng của đội U23 Thái. Theo Siam Sports, không phải cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai Tostawan Sripan mà Teguramori Makoto mới là người được FAT quan tâm nhất cho vị trí huấn luyện viên trưởng U23 Thái Lan. Sripan đang bận làm giám đốc kỹ thuật Bangkok United nên không thể xin nghỉ để đảm nhận công việc ở U23 quốc gia khi cần. Trong khi đó, huấn luyện viên Makoto mới bị PG Batum United sa thải sau trận thua Bangkok United 0-2 tại vòng 10 Thái League 2022-2023. FAT không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã tiếp cận và đề xuất sơ bộ với ông Makoto về việc dẫn dắt U23 Thái Lan. Nếu mọi việc thuận lợi, FAT sẽ sớm công bố hợp đồng với huấn luyện viên người Nhật Bản để dự môn bóng đá nam SEA Games 2023. Huấn luyện viên Teguramori Makoto sinh năm 1967, từng dẫn dắt U23 Nhật Bản từ năm 2014 đến 2016. Ông giúp U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016 và giành vé đến Olympic Rio diễn ra cùng năm nhưng không qua được vòng bảng. Ông chính là một trong số trợ lý của huấn luyện viên Akira Nishio dẫn tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018 tại Nga. Ở giải này, Nhật Bản xuất sắc vào vòng 16 đội. Ở cấp câu lạc bộ, Makoto giúp Vegeta Sedan thăng hạng lên G1 League năm 2010, giành ngôi Á quân giải này năm 2012, có suất tiến ra AFC Champions League 2013. Năm 2017, huấn luyện viên Makoto từng gửi CV cho FAT ứng tuyển vị trí huấn luyện viên trưởng tuyển Thái Lan sau khi huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang rời đi. FAT đã từ chối huấn luyện viên người Nhật Bản để chọn Milovan Brazevac. FAT cần Teguramori Makoto để hướng đến tham vọng đưa U23 Thái Lan giành vé dự Olympic Paris 2024. Đội vẫn để trống ghế huấn luyện viên trưởng sau thất bại của huấn luyện viên Guragut Simaka tại U23 châu Á 2022. Ở giải này, Thái Lan không cạnh tranh được với Việt Nam và bị loại từ vòng bảng.